Hello mọi người, nhất là các em gái tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, nữ mạng. Thì đây là video clip anh làm về tử vi của năm 1 tức 2018 đối với tuổi của các em, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất này với tuổi các em nó như thế nào. Thì đây là cái tuổi mà có thể nói là anh hứa hẹn rất là nhiều, anh hứa thật nhiều và thất hứa thật nhiều. Mọi người cũng thông cảm, thì anh cũng muốn làm, cũng muốn chia sẻ với mọi người những cái thông tin mà cần thiết, nhưng mà thời gian nó hạn hẹp quá. Những ngày Tết thì anh lại di chuyển nhiều, cho nên là thất hứa về mọi người. Hôm nay anh sẽ đặc biệt làm tuổi này kỹ hơn và nói cho mọi người rõ ràng hơn. Thì thật sự ra mà nói thì năm nay mọi người cũng có một cái sao hạn tương đối không tốt lành lắm ha. Tuy rằng đó là nam nhâm nữ quý, thì nữ thì các em có nắm nữ chữ quý thì rất là tốt rồi. Hợi nữa còn tốt hơn nữa, người thủy mệnh thủy ha, người mệnh thủy ha, nạp âm ngũ thiên can cũng thủy, mà coi như là tuổi cũng thủy, cho nên là người đầy thủy mà người nước nhiều thì mềm dẻo, gọi là lãng mạn nhiều ha. Thì đầu tiên đó, mà để làm về tử vi của một tuổi nào đó thì anh cũng hay đã, trước đây đã làm những video khác rồi, phải xét về thiên tính của các em trước, thì sau đó mình mới luận vào năm này thì thiên tính mình cộng với năm nay thì nó như thế nào xảy ra. Thì đầu tiên hết á, là các em á, là mạng là hai thủy, năm nay á, là Mậu Tuất là bình địa mộc, gọi là sinh xuất thủy sinh mộc, là sinh xuất bản một bản mệnh của mình yếu. Sao á, thì năm nay là sao thủy diệu, một cái sao rất là dễ có chuyện buồn phiền về gia đạo tình cảm ha. Rồi đó là hạn á, là toán tập trở ngại ba vấp, tuy nhiên vận niên lại là kê giáp viên gặp lại vườn tốt. Quý mà gặp Mậu á là tương khắc bất an ha. Địa chi Hợi gặp Tuất á cũng là tương xung về nạp âm ngũ hành và bất an. Đầu tiên hết á, là thiên tính của các em nó là như sau. Các em mà quý Hợi á, thường có dáng vẻ tròn tròn dễ thương, ít người thanh mảnh, nhẹ nhàng ha, tính thì rộng rãi, dễ thân thiện với mọi người. Nữ mạng mang chữ quý đa phần có cuộc sống gọi là an nhàn, không lo về tiền bạc, không lo về đói khổ, dù thuận sinh hay nghịch sinh vẫn được nhàn hạ tấm thân. Nếu có khổ thì chủ yếu là khổ về mặt tình cảm, khổ về mặt âu lo trong gia đình, đặc biệt khổ tâm về các mối lương duyên và hay gặp trắc trở. Tại vì sao? Người thủy nhiều quá, cái gì cũng thủy ha, đại hải thủy rồi thiên can mà cũng thủy, địa chi cũng thủy, cho nên là lãng mạn quá sức tưởng tượng ha. Rồi người thì đại hải thủy, mà đại hải thủy này là đại hải thủy âm, cho nên là gọi là biển, là biển ban đêm, là biển ban đêm thì nó tối nhiều ha. Người khác thì có thể là tương khắc với lại hỏa, nhưng mà riêng đại hải thủy thì không sợ hỏa đâu, khắc hỏa là cần hỏa lắm, không có khắc hỏa nhiều đâu ha. Rồi hỏa tùy hỏa nữa, vốn là người lãng mạn, đặc biệt thì có năng khiếu về mặt mỹ thuật và văn chương, nếu có cơ hội để phát huy cái này thì dễ thành công lớn, tuy nhiên lại không mấy kiên trì và không có tham danh vọng cũng như tiền bạc, vì thế sự nghiệp có nhiều thay đổi vào cái giai đoạn này, giai đoạn 10 năm đại hạn này. Nắm thiên can chữ quý là vốn được trời ban phúc tướng, nên đa phần là người đẹp dáng hay dễ nhìn, phần đông có mệnh người xưa hay nói là hồng nhan bạc phận ha. Bây giờ thì là hồng nhan bạc tỷ rồi, nhưng mà bạc tỷ đó là nó vui thôi, chứ chả ai tuổi Quý Hợi này chỉ muốn một cái cuộc tình bình thường ha, em đẹp là được rồi, chứ không cần phải tìm tài ha, cho nên là không cần bạc tỷ đâu. Nếu sanh thuận thu đông á, thì gia đình tình cảm tương đối êm ấm ha, cuộc sống bình lặng, thậm chí là giàu sang. Mà nghịch sanh lỗi số á, thì duyên nợ đa đoan, sự nghiệp thăng trầm, phải đi vào cuối trung vận, tức là vượt qua năm 40 tuổi á, thì mới ổn định. Tuổi già thì đa phần những người này nắm chủ quý thì an nhàn, con cháu cũng khá đông. Năm nay là sự nghiệp và gia đạo của năm Mậu Tuất 2018 này, các em gặp sao thủy diệu chiếu mạng,
cái sau này là dễ đem đến chuyện buồn phiền về gia đạo ha, tan chế rồi gia đạo không phải là vợ chồng không, có thể là anh em ba mẹ ha, đó là gia đạo lộn xộn. Công việc làm ăn cũng không thuận lợi, tình cảm ha, cũng vậy. Sao thủy diệu á thì thuộc hành thủy, đối với người mà mạng đại hải thủy á thì là coi như là cùng hàng, cho nên là nhẹ phần thiệt hại. Nếu như mà người mà dính sao thủy diệu này mà năm nay tuổi các em á đi làm ăn xa lại là có tài nổi gặp, với cái hạn thì toán tập là mưu sự gặp trở ngại, công việc ít khi được như ý và cần phòng tai nạn xe cộ, bệnh hoạn bất thường. Ghê ha, có sao thủy diệu mà thấy dính với hàng toán tập này cũng không có ngon lành lắm. Vận niên kê giáp viên, thì sao cái vận niên này đó là vận gà về vườn, mà gà về vườn thì ngon lành rồi ha, có đồ ăn ha. Thì là có lợi, rất có lợi trong cái tình hình mà suy hao của cái năm này, của năm Mậu Tuất này. Phải nói là có nơi gọi là nghỉ dưỡng thân tâm thoải mái mà không lo nhiều về kinh tế, đó là cái vận niên đem lại. Nhưng mà về tứ trụ á thì năm nay rất là bất lợi. Tứ trụ là thiên thì khắc, địa thì tổn, công danh tài lộc có trắc trở, mưu sự thì cũng hay gặp khó khăn từ ban đầu, nhưng mà hậu thì sẽ vượt qua. Gia đình sức khỏe thì có phần bất an, thậm chí có người đau ốm gây tốn hao rất là nhiều, tức là các chuyện buồn ấy, cái sao thủy diệu nó đem về về cái tứ trụ nó cũng vậy, bản thân cũng cần phải phòng bệnh ha, kẻo là gây buồn phiền trong lòng của mình thì mình sẽ ra bệnh hoạn. Như vậy phối hợp các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành để luận giải á, năm nay can mậu của chữ Mậu Tuất thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái thủy, như vậy hỏa sẽ vượng. Đối với người mạng thủy của các em á, là tương khắc có nhiều bất lợi. Nhất nên là có cẩn thận trong công việc cũng như sức khỏe, nhất là vào các tháng giữa năm, đặc biệt là các tháng Đinh Tỵ trở lên, cho tới Đinh Tỵ Mậu Ngọ và tháng Kỷ Mùi ha, để ba cái tháng đó. Vì cái khoảng thời gian đó hỏa vượng, hỏa của cái năm này nó rất là vượng, rất nguy hại cho cái người mệnh thủy của các em. Sao hạn vận thế thì bất an, công danh tài lộc vẫn khó khăn, nhiều cạnh tranh chống phá, gia đình tình cảm cũng như sức khỏe bản thân cũng không có nhiều, cũng không có gì mà khả dĩ hết. Chỉ được cái vận niên kê giáp viên thì tốt một tí xíu ha, tuy nhiên á cũng không có cứu vãn được nhiều cái sự trở ngại thua thiệt, nhưng các em vẫn có hy vọng rằng là với cái kê giáp viên đó thì có thể là các em cũng sẽ có cuộc sống an nhàn, không lo thiếu hụt tiền bạc, không lâm vào cảnh bế tắc, chứ không lo ha, không phải là không lo. Người của các em năm nay thì khá là ok, khá là xấu. Đây là năm có thể nói là nhiều khó khăn trở ngại, các em không nên mưu tính chuyện to lớn, cũng đừng tính chuyện đổi thay nơi làm việc, chỉ nên an phận ở vị trí cũ, làm công việc cũ, cố gắng giữ gìn những gì mình đang có, tránh được cái sóng gió của năm nay ha, là coi như là các em đã thắng lợi rồi. Chứ còn mình có nói là các em phát triển gì ở năm nay, một năm phải nói là rất yếu kém đối với tuổi của Quý Hợi của các em, cho nên các em cẩn thận ha, tức là tháng dần này dần Quý Hợi hơi mệt rồi, dần thân Tỵ Hợi ha. Như vậy là xét về mặt tử vi thì các em đang vào những năm đầu tiên của đại hạn 10 năm, tức là từ năm 35 đến năm 44 tuổi. Cái giai đoạn này á, là gia đình sự nghiệp có nhiều biến động theo chiều hướng không có tốt. Năm nay 2018 Mậu Tuất này tiểu vận đi vào tháng đẹp, khởi đầu của ấy là đi vào tháng đẹp, sẽ hy vọng là sẽ phần nào là suy yếu tác hại của đại hạn 10 năm lên cuộc sống của các em. Tiểu vận này có khả còn có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu ở bên trên gây ra. Như vậy về mặt tử vi thì đây là một năm đi vào tháng đẹp, thì xét coi thì các sao ở bên trong nó như thế nào. Chính diệu có thiên phủ tọa thủ,
À, cái sao thiên phủ này á, thì tắt lợi lạc về cái việc cầu tài lộc, nhưng bất lợi cho cái việc mà danh vị chức phận, tức là cái thiên phủ tọa chủ này sẽ tốt cho những người buôn bán làm ăn cũng hơn là những người mà đi làm chức quyền hay là đi làm cho hãng xưởng ha. Nhập hạng thì có lực kình ha, thì công việc làm ăn có nhiều, tiểu nhân chống phá, cẩn thận hợp tác làm ăn cũng như là hợp đồng giao dịch sẽ gây tranh chấp kiện thương. Hộ chiếu thì có long đức, thiên quan, thiên phúc. À, đây là ba quý tinh. À, nếu như mà có những cái quý tinh này á, họ mạnh á, thì các em mà là người ăn ở phước đức ha, lúc ngày thường mình ăn ở hiền lành phước đức, thì lúc năm nay lúc nguyên nhân khó khăn nhất thì sẽ có một người phụ nữ lớn tuổi, người ta gọi là quý nhân lớn tuổi phụ nữ nha, giúp đỡ vượt qua khó khăn. À, ngon ha, khó khăn có người giúp đỡ. Cung tiểu hạn thì có phi liêm tử phù, nhưng mà ổng bị ông Tuần, ổng cũng đồng cung nên nó là ổng giảm bớt có khó khăn ha. Cái này phi liêm mà tiểu hạn có phi liêm và tử phù mà cái này rất là xấu, nhưng mà ông Tuần ổng sẽ giảm bớt khó khăn rối rắm đổi thay bất chợt của cái ông phi liêm và tử phù này, cho nên là cũng còn may mắn đi, không có Tuần thấy bà luôn. Tuần như nó nói á, Tuần nhập hạn á thì nó đặc biệt là cái Tuần mà đi một mình á, thì Tuần triệt đi chung á thì nó khống chế cái sao xấu thôi, nhưng mà Tuần mà đi riêng á thì sao xấu sao tốt gì nó cũng cắt ngọn, nó lấy 50% thôi. Cho nên là Tuần nhập hạn á, có lợi cho cái sự chuyển xấu thành tốt, nhưng mà nó đồng thời nó cũng tốt thành xấu, nó cũng chuyển luôn. À, tuy nhiên hạn có nhiều phá tinh nên ngộ Tuần á, cái cung hạn của mình nhập hạn á rất là nhiều phá tinh, có Tuần triệt, có Tuần thôi thì sẽ là điều may mắn cho các em ha. Với vượng lộc hội ở hạn nữa thì tiền bạc cũng có lúc có dồi dào. À ha, đồng thời đế vượng cũng có ảnh hưởng tốt đến sức khỏe, chế giảm những việc chẳng lành. Tuy nhiên hạn có tử phù, à, như đã nói trên ha, là chủ tang thương rắc rối, công việc làm ăn chẳng lành, coi như là coi chừng ha, có tử phù này là rất là phiền toái. Cung mệnh có mệnh phù, đây là một khung tinh ha, chủ về sức khỏe suy yếu, dễ ốm đau bệnh nạn, tiền bạc hao tốn, mưu sự khó thành, thậm chí là cái mệnh phù này còn có đem về cái tai tiếng trong cung luôn. Như vậy nhìn chung á, các mặt từ sao vận đến tử vi ha, cũng như là nạp âm ngũ hành, đây là năm xấu nhiều tốt ít, công danh tài lộc cũng như gia đình sức khỏe sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại, đặc biệt là gia đạo rất bất an, chỉ nên an phận thủ phường, cố gắng mà bảo toàn sự nghiệp của các em, bảo toàn cái gia đình của các em không suy hao như đầu năm này, tới cuối năm không có chuyện gì xê xích là giỏi rồi, đừng có mà mong cầu vượt lên, bởi vì năm nay rất xấu nha. Nói trước về mặt tình cảm và gia đạo á, thì năm 2018 là một tức á, đang gặp là địa xung, công việc làm ăn thì như đã nói là rất là nhiều rối rắm, nên là cuộc sống là vợ chồng người này kia thì khó an vui. Năm nay có nhiều biến động về mặt tình cảm, nếu mà các em đã có gia đình ha, thì các em phải quan tâm nhiều đến chồng con ha, đừng có gì mà danh lợi đang hao hụt khó khăn trở nên nóng nảy bực bội trong cư xử. À, năm nay thì quả tú cũng nhập trong hạn luôn, cho nên là vợ chồng á, thì rất là dễ bất hòa. Nếu cái quả tú nhập hạn này vợ chồng bất hòa, thậm chí sẽ có chia ly ha, là một mình quả tú là nó rất là ảnh hưởng. Cô thần thì là những cái sao nói chung là làm cho người nam cô đơn, còn quả tú thì làm cho người phụ nữ không có tình cảm. À, nói chung đó là các em nên cẩn thận về gia đạo trong đây vì quả tú nhập hạn ha, nếu không thì coi chừng gãy đổi hạnh phúc gia đình đó. Trong quan hệ thì trong quan hệ bạn bè cũng như là đồng nghiệp dễ sinh tai tiếng dèm pha, vì hồng loan đào hoa lại lưu chiếu ở trong cung, các em vẫn có
dù là đã có gia đình đó, thì cũng rất là nhiều người để ý. Mình như đã nói về thiên tính ở trên rồi, các em là người đẹp, đẹp mã mà, đúng không? Lại là người lãng mạn nữa, nhẹ nhàng, cho nên là dễ thu hút ông bướm ha. Mà dễ thu hút ông bướm thì dễ sinh bất hòa giữa vợ chồng, tình cảm vương áng mây đen che cái hạnh phúc của mình đi ha. Cho nên là cẩn thận năm nay ha. Nếu mà hạn chế các cuộc vui chơi, biết lo lắng cho gia đình đó, ha, thì năm nay cũng sẽ không có hao tốn tiền bạc vì những cái việc vớ. Gia đạo năm nay thì cũng có một số niềm vui, chủ yếu là từ con cái. Nếu như mà có thai nghén nên cẩn thận giữ gìn mới mong bình an trong sinh nở. Năm nay thì do sao hạn rất là xấu, cho nên mà có quả tốt được, thì nếu như mà các em đang là mang thai thì các em nên cẩn thận ha, nên làm nhiều điều phước đức để mà giữ gìn thai nghén. Đối với mà các em á, là con em độc thân á, thì nếu đã có ý trung nhân á, thì nên biết vun đồi, đừng có ỷ vào cái sự mà gọi là mình đẹp gái, mình phải người ta phải lo lắng cho mình rồi này kia ha. Thì á, là có thể là sẽ bị đứt mối tơ duyên. Mặc dù là các em là sinh ra là đã có hồng loan đào hoa là số rồi, ha, được nằm trong mệnh rồi, thì cái này là luôn luôn sẽ có nhiều người để ý mình, thương thầm giá trọ. Nhưng năm nay quả tú nhập hạn, tình cảm dù có vấn vương cũng khó mang lại hạnh phúc. Cẩn thận trong giao tiếp, không khéo lại bị tai tiếng, danh dự bị xúc phạm ha. Cẩn thận những cái mối ngoại duyên, xem xét trong kỹ, nhiều khi mình quen ông đó mình đâu biết ông đó không có vợ, mà tới hồi đó đem tai bay vào gió vào hôm nay. Năm nay á, nếu như mà các em mà cô đơn á, là gặp gia đình á, thì dễ gặp bất lợi, có nhiều xáo trộn ngăn trở, hoặc chung sống với nhau khó thuận hợp, nên chờ năm tới thì sẽ tốt hơn, dù là năm tới là năm tuổi. Rồi về mặt sức khỏe thì năm nay can chi đều tương khắc, vận niên thì bị hỏa vận, mình người đầy thủy, sức khỏe sẽ thất thường, đặc biệt đó là bệnh phù nhập mệnh á, dễ bị, rất là dễ nằm liệt, sức khỏe rất yếu, gặp mệt bị sinh xuất nữa ha. Đó, ăn uống cẩn thận rất là dễ bị trúng độc và lây nhiễm những cái bệnh mà qua đường hô hấp. Đi xe thì phòng tai nạn rất không tốt cho bổn mạng ha. Các em hôm nay bổn mạng là rất là lung lay, dù là các em thao thủy diệu chứ không phải là sao kêu ha. Rồi, như vậy là cơ bản vận hạn của các em trong cái năm Mậu Tuất 2018 đã như thế, tương đối là không tốt rồi. Thì bây giờ chúng ta xét xem thử coi là vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm Mậu Tuất này đối với tụi các em sẽ như thế nào. Thật sự mà nói thì với những cái sao hạn mà của bên trên thì rõ ràng là không vui vẻ lắm đâu ha. Để thì chúng ta phải xét kỹ coi nó như thế nào. Rồi đầu tiên hết đó, là tháng giêng của năm Mậu Tuất là tháng Giáp Dần, là tháng thủy. Mệnh thủy sẽ cùng hàng ha. Đây là mệnh thủy, chúng ta cũng mệnh thủy, là bản mệnh tốt, sức khỏe không phải lo lắng. Thiên can giáp quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Chữ giáp thì chữ quý thì không xung không hợp, nhưng mà chữ giáp là mộc, là thuộc hành mộc, quý thì thuộc hành thủy. Như vậy là thủy sinh mộc, chúng ta bị sinh xuất. Mạng thiên can của chúng ta bị sinh xuất, nhưng mà có thể nó là tương sinh cho nhau, thì có thể là công việc cũng sẽ ok, không có gì. Tháng này cũng không quá nặng nề về mệnh và công việc làm ăn. Tuy nhiên đó là dần và hợi á, ha, lại thuộc nhóm lục hợp. Dần thân tỵ hợi, nhưng mà dần với hợi cũng là lục hợp, cũng là tứ hành chung, nhưng mà cái phần lục hợp này nó sẽ rất là mạnh mẽ. Đây là sự hòa hợp gia đạo cũng như may mắn về tiền tài, không lo thiếu hụt. Như vậy khởi đầu của năm Mậu Tuất bằng cái tháng giêng, tháng Giáp Dần là một tháng tốt đối với tụi các em. Tuy là nó sẽ trong cái lục hợp này nó cũng có là tứ hành xung, nhưng mà tứ hành xung này không quá xung. Dần thân tỵ hợi nó cách nhau nó cách nhau một con ấy rồi, cho nên là không có đến nỗi nào nguy hiểm. Tiếp theo là tháng 2 âm lịch. Thì tháng 2 âm lịch thì nó sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 3 dương lịch. Tháng này là một tháng thủy luôn, ất mão là tháng thủy. Như vậy mệnh cũng cùng hàng, bản mệnh cũng tốt.
thiên can ất quý thì không xung không hợp là trạng thái sinh hoạt tự chủ. A địa chi thì chúng ta có hợi mão mùi là dấu hiệu của tam hợp hợi mão mùi, đây là dấu hiệu của nhiều sự may mắn. Như vậy là tháng hai là một tháng của khá tốt đối với tuổi các em, đúng không? Tháng một thì chúng ta có lục hợp địa chi, tháng hai chúng ta có tam hợp địa chi, thiên can thì không có bị xung khắc về mặt tử vi, mệnh thì đồng hàng. Như vậy tháng 1, tháng 2 tương đối êm ả, thoải mái đối với tuổi của các em, như vậy là tốt, đúng không? Rồi tiếp tới là tháng 3, một tháng bính thìn, tháng thổ, tháng bính thìn thì thuộc thổ, như vậy mệnh là thổ khắc thủy, chúng ta bị tháng bản mệnh của tháng khắc thủy của chúng ta, nghĩa tháng khắc bản mệnh, cẩn thận sức khỏe và đặc biệt là nạn tai. Thiên can bính với quý thì không xung không hợp, trạng thái cũng cân bằng tự chủ. Tuy nhiên nếu mà xét về nạp âm ngũ hành á, bính thì nó thuộc hành hạ hỏa, quý thì thuộc hành thủy. Như vậy là thiên can của chúng ta cũng bị tương khắc, nhưng mà chữ phải nói nếu mà về nạp âm ngũ hành là thủy nó khắc hỏa, cho nên là thiên can của chúng ta cũng không có nỗi nào quá quá khó khăn. Rồi địa chi thìn và hợi là tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương hợp gì hết. Như vậy là nếu tháng 3 cũng là chỉ có chủ yếu về phản mệnh của chúng ta bị tháng nó khác bản mệnh, như vậy là nặng về tai nạn, nặng về bệnh hoạn. Chứ còn và thiên can và địa chi, ví dụ như công việc về thiên can và địa chi là về gia đạo thì không có việc gì xảy ra, chúng ta cũng có được một cái cảm định. Chúng ta chỉ cần quan tâm nhiều đến sức khỏe và đề phòng tai nạn bất trắc thôi, không có quá khó khăn ở trong công việc cũng như là mọi thứ. Tháng tư của tháng tư âm lịch, tức là tháng đinh tỵ, bắt đầu từ ngày 16 hay là 15 gì đó tháng năm ha, thì tháng này á là một tháng thổ. Đinh tỵ là thổ, cũng vậy như trên là thủy khắc thổ, như vậy là tháng khắc bản mệnh. Thổ khắc thủy, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận sức khỏe tai nạn. Thiên can là quý, nó sẽ khắc đinh. Thiên can tương khắc công, khắc tháng, công việc không tốt, dễ sinh trở ngại, hao tài thị phi. Tỵ và hợi thì thuộc nhóm lục xung. Đây là sự mô tả đối chọi chống đối nhau. Như vậy là rõ ràng đây là một cái tháng mà có thể nói là có ba cái mà để xét về tháng này thì chúng ta đều tương khắc hết. Như vậy rõ ràng đây là một tháng rất là tệ, không có nhiều cái sự may mắn. Là các em thì anh nên né tháng này, mọi việc lớn nhỏ anh sẽ không bao giờ làm trong tháng này, vì làm trong tháng này nó sẽ sinh ra rầy rà mọi việc. Tại vì sao mà anh cũng bị tương khắc nè, thổ khắc thủy, đinh kiểu quý khắc đinh là thiên can tương khắc tháng, công việc sẽ trở ngại không tốt, dễ sinh trở ngại, hao tài thị phi. Như vậy thì còn tỵ thì tỵ và hợi thuộc nhóm lục xung luôn. Như vậy thì cực kỳ nguy hiểm trong tháng này, là các em thì cẩn thận tháng này cực kỳ, cho nếu không có hợp không kịp mọi thứ đều xấu, thì bổn mạng đã bị tương khắc rồi thì không có cái quý tinh nào có thể sáng chói được hết. Tiếp theo đó là tháng 5, tháng mậu ngọ, một tháng hỏa. Như đã nói ở phần đầu thì giữa năm là hỏa rất vượng, rất xấu cho người làm thủy, dù là thủy khắc hỏa. Mệnh xét thủy khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng dễ bị ảnh hưởng nhưng nhẹ, do chúng ta khắc bản tháng chứ không phải là tháng chúng ta. Thiên can mậu quý, mậu thì hợp quý, đây là cái thuộc ngũ hợp, thì công việc thuận lợi, tài lộc dễ sinh. Nhưng mà do là mậu thuộc thổ, quý thì thuộc thủy, nạp âm ngũ hành của thổ nó sẽ khắc thủy, mậu nó sẽ khắc quý, cho nên là nó sẽ không phát huy hết cái khả năng của nó nằm trong cái sự ngũ hợp của mậu và hợp quý. Rồi địa chi ngọ và hợi là tự chủ bình hòa, không gì hết, không tương khắc gì hết. Tuy nhiên á, ngọ là hỏa, hợi là thủy, đúng không? Là chúng ta địa chi cũng bị tương khắc, cho nên là dễ sinh ra thị phi, dễ sinh ra mọi điều. Chúng ta đã
bản mệnh đã bị sinh xuất ở trên rồi, bị sinh xuất cả năm là thủy sinh ra mộc rồi, mà bị nguyên một cái tháng năm nay hỏa vượng chơi tháng tháng mậu ngọ này cũng là tháng hỏa nữa, thì hỏa nó rất là nhiều, thì nước sẽ nhiều khi không gặp được nổi, sẽ gây ra khó khăn phiền toái. Tuy nhiên đó là người của các em đó, là người mệnh hỏa, người mệnh thủy là đại hải thủy, tức là biển ban đêm, cần ánh trăng hay là cần ánh sáng để lung linh lấp lánh, cho nên là hy vọng cái sự cần lửa của tuổi Quý Hợi nữ mạng sẽ không làm các em rơi vào cái tình cảnh khó khăn ha, và cũng như là gây nhiều bất trắc về công việc cũng như là bổn mạng của mình. Tháng tiếp theo là tháng 6, tháng Kỷ Mùi, thì tháng này cũng như trên, thủy khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng dễ bị ảnh hưởng nhưng mà nhẹ. Thiên can thì kỷ của chữ Kỷ Mùi nó khắc chữ Quý, thiên can tương khắc tháng của chúng ta, tháng khắc thiên can của chúng ta không may mắn cho công việc, tài lộc dễ bị ảnh hưởng ha. Ở trên đã nói là coi chừng ký tá giấy tờ, thì tháng này hai từ tháng 4 cho tới tháng 6 này thì tốt nhất là không có làm cái gì hợp tác với người khác. Rồi địa chi thì Hợi Mão Mùi là dấu hiệu của tam hợp ha, của Hợi Mão Mùi, như vậy là tam hợp hóa tam tan, hy vọng rằng với cái tam hợp này nó có khắc chế cái chữ kỷ khắc quý của chúng ta, để cho cái sự khó khăn trong công việc nó bớt đi. Tuy nhiên mà với cái thử mà thủy khắc hỏa và như thế này thì rõ ràng là các em không thể thuận lợi ha. Như vậy đó là vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các em Quý Hợi sinh năm 1983 nữ mạng. Thì đặc biệt là chúng ta sẽ có tháng 1, tháng 2, tháng 3 tương đối là êm ả, nhưng mà bắt đầu từ tháng 4, đặc biệt tháng 4 là tháng cực kỳ khó khăn. Thì chúng ta cứ nghĩ thì chúng ta rớt xuống về tháng 4 là đáy của trong 6 tháng, thì nó dựng lên từ từ nhưng mà sẽ không lên cao được. Từ vì 2 tháng tháng 5 và tháng 6, tháng Kỷ Mùi, tháng Mậu Ngọ và tháng Kỷ Mùi đều là tháng hỏa. Như vậy các em phải cực kỳ cẩn thận ha, như đã phân tích ở trên rồi. Đến đây video của anh về tuổi Quý Hợi nữ mạng đã hoàn thành. Nếu như các em xem thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ ha. Ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi thì tiếp tục đăng ký ủng hộ mình để đón chờ những video clip tiếp theo về tuổi của các bạn cũng như mọi người trong gia đình. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.